Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Đi Xe Cúp. Và đây là phụ tùng của xe cúp 8670, mình rã ra nguyên con. Anh em có nhu cầu lấy món nào thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha các bạn. Rồi, nguyên con đầy đủ hết nha các bạn. Cặp bánh bán rồi, còn lại nhiêu đây. Anh em có nhu cầu lấy món nào thì anh em nhắn tin trong Zalo, mình sẽ quay chi tiết cho em coi nha. Anh em nhìn cục máy nè, rất là đẹp nha các bạn. Đó, cục máy rất đẹp nha các bạn. Đó. Cục lửa trắng ngắt luôn nha. Đó, sạch sẽ. Bình xăng con 7 màu. Đó, cặp là xo dầu gà mới chát các bạn. Xi nhan sườn, cái sườn rất là đẹp nha. Này là sườn 70 ba ga sau này đó, anh em nhìn thấy ba ga sau mới chát luôn nha. Bộ đèn hậu, chó đèn pha, cây bồ, bình xăng to, có báo xăng. Thắng. Mình sẽ quay chi tiết từng món. Mình sẽ quay chi tiết từng món cho anh em nha. Đây là bộ mã màu của xe 142 nha các bạn. Mã màu của xe là 142 màu xanh ve chai nha. Tất cả những đồ trên xe đều còn nguyên hết các bạn. Đó, bộ ốc. Anh em cần cái nào của ốc thì anh em nhắn tin Zalo giúp mình. Mình sẽ gửi hình chi tiết nha. Đó, gấp thuộc dây điện, bộ dây điện, đồng hồ, cần số, cần thắng, mặt nạ, full hết các bạn, rất là đẹp nha. Này, full cục máy này. Cục máy này thì mình có bán lẻ luôn. Anh em mua đầu nòng hay bình xăng con hay cục máy qua lăng mâm lửa, lóc nồi, lóc cá gì đó, bán hết. Có nhiều chơi nhiều các bạn, có nhiều chơi nhiều nha. Đó, ok. Ngoài ra thì anh em cần bất kỳ món nào liên quan tới xe cúp, đèn tròn, đèn vuông, 8186 custom DD, anh em liên hệ bên mình có đủ nha các bạn. Đấy, có đủ nha, yếm bẩn, kính thưa, các loại yếm bẩn đầy đủ. Anh em có nhu cầu món nào cứ nhắn tin Zalo giúp mình nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Thank you.